Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng 380 nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hơn 16.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Năm học 2023-2024, với quyết tâm vượt khó, giáo dục Lào Cai đã gặt hái nhiều thành công, trở thành điểm sáng về giáo dục vùng cao của cả nước, tiếp tục duy trì giữ vững vị trí trong top đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Học sinh Lào Cai đã đoạt 63 trên 99 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 3 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi, chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Tỉnh tiếp tục xếp thứ nhất trong cụm thi đua. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đạt 99,63%. Những thành tích này gắn liền với công lao, trí tuệ, sự dìu dắt, đồng hành của đội ngũ thầy cô giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Bước sang năm học 2024-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, toàn ngành giáo dục Lào Cai đang quyết tâm vượt khó, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Chúc mừng các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung biểu dương kết quả ngành giáo dục đạt được. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện thành công chủ đề năm học vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và hội nhập. Tại buổi lễ, 125 tập thể và 257 cá nhân được vinh danh, trong đó có 17 nhà giáo ưu tú, 2 tập thể và 26 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 tập thể và 52 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.